Hello, xin chào mọi người, mình tên là Hồng Tư. Mình hiện đang là nhân phân phối của các dòng sản phẩm ngũ cốc lợi sữa, ngũ cốc bò, ngũ cốc dinh dưỡng, giống Eminem và hút sữa Philip của công ty trách nhiệm hữu hạn Secret Life. Mình kinh doanh hiện nay đã gần được 1 năm rồi. Thì mình trong cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cơ duyên mình biết đến sản phẩm của công ty Secret Life và cái cơ duyên mình đến với nhà phân phối cái dòng sản phẩm này. Thì lúc đó là cách đây 1 năm, thì lúc đó mình vừa mới sinh 2 bé gấu và thỏ. Thì lúc này là mình sữa của mình là khi đó là bé sinh non, cho nên mình đã rất là khá mệt mỏi và khá là stress. Thế vì vậy mình đã từ người mẹ có sữa và chuyển thành người mẹ mắc sữa hoàn toàn. Thì mình đã tìm mọi phương pháp để mà kích sữa và gọi sữa về lại cho con. Mình đã ăn các món ăn lợi sữa này, mình đã dùng các dòng sản phẩm của các trà lợi sữa này, ngũ cốc, các loại ngũ cốc có trên thị trường, thì cũng lợi sữa nữa, cả viên uống lợi sữa nữa. Tuy nhiên là cái sữa của mình nó vẫn không có về lại và nó vẫn mất đi. Thì mình lúc đó mình rất là khó khăn trong việc tìm lại cái nguồn sữa này. Thì mình được một đứa em nó giới thiệu cái dòng ngũ cốc lợi sữa Lạc Lạc này, chỗ bên chỗ chị Cảnh. Thì nghe em đó giới thiệu là trong cái ngũ cốc lợi sữa Lạc Lạc này nó có hạt men thi Ấn Độ gì đó mà có thể kích sữa được. Chính vì vậy nên mình đã liên hệ và mình đã thử sử dụng một hũ ngũ cốc lợi sữa Lạc Lạc để xem cái hạt men thi nó có thể giúp cho mình lọc phát gọi lại sữa được không. Thì khi mà sử dụng mới 2-3 gói đầu thì mình vẫn chưa thấy cái hiệu quả. Tuy nhiên sau khi mà sử dụng vài gói đến nửa hộp thì mình đã có thấy nó hiệu quả hơn. Thì mình đã uống liên tiếp vài ba hộp thì mình thấy sữa của mình nó đặc hơn, nó nhiều hơn. Chính vì vậy mình thấy đây là một cái dòng sản phẩm thật sự là giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc gọi sữa. Thì mình đặt trường hợp mình là một người mẹ bỉm, mình khát khao muốn có dòng sữa mát, dòng sữa thơm ngọt đến gửi đến cho con yêu. Thì mình luôn trăn trở tìm mọi cách để có nguồn sữa đó, thì cũng giống như các mẹ khác trên thị trường, các mẹ cũng luôn luôn cần cái dòng sản phẩm nào đó để cho sữa của mình nó nhiều, nó thơm mát và gọi sữa về cho con ưu tiên. Thì mình thấy cái dòng sản phẩm này nó vừa giúp cho mình thì mình nghĩ nó cũng sẽ giúp được cho các mẹ khác gọi sữa thành công. Chính vì vậy mình có một cái phát tâm nguyện rằng mình muốn chia sẻ, muốn san sẻ, muốn đem gửi đến mọi người, đến các mẹ cái dòng biết đến cái dòng sản phẩm ngũ cốc lợi sữa Lạc Lạc này, để các mẹ có thể là sử dụng để có hiệu quả nhiều nhất, để có nguồn sữa dồi dào và nguồn sữa thơm mát nhất để cho con yêu. Chính vì vậy mình quyết định vừa dùng và vừa bán cái dòng ngũ cốc lợi sữa Lạc Lạc này. Và trong suốt quá trình kinh doanh và muốn bán cái dòng sản phẩm này, điều đầu tiên mình đặt lên đầu tiên thấy đó chính là mình muốn giới thiệu đến với các mẹ, với các mẹ nhiều, các mẹ biết được cái sản phẩm này nó có tác dụng như thế nào và nó giúp cho các mẹ như thế nào, và cái sản phẩm này nó đem lại cho các mẹ những cái lợi ích gì và những cái hiệu quả gì để cho mà trong cái việc vấn đề các mẹ kích sữa cho con tu ti. Với cái quan điểm và với cái suy nghĩ của mình như vậy, cho nên trong 1 năm qua thì mình đã luôn luôn truyền đạt, đem đến những cái suy nghĩ đó của mình gửi đến những người mẹ bỉm sữa ngồi kia, các mẹ ít sữa. Thì sau khi các mẹ sử dụng các ngũ cốc lợi sữa Lạc Lạc của mình thì đó có cái hiệu quả và có được nguồn sữa thơm mát dồi dào đậm thơm cho con. Thì khi mà nhận được những cái feedback vô cùng tuyệt vời của khách thì mình cảm thấy là con đường mình chọn đó là đúng, để mình trao đi cái giá trị đến với khách hàng và mình đã giúp cho các khách hàng là gọi sữa được thành công. Thì và mình đã theo cái dòng sản phẩm này được 1 năm nay và mình cảm thấy là dòng sản phẩm này nó hiệu quả và mình mong muốn là rất là nhiều mẹ ngồi kia sẽ sử dụng được cái dòng sản phẩm này. Chính vì vậy nên mình đã đồng hành cùng công ty đến thời điểm bây giờ là được gần 1 năm, và nhiều mẹ là đang hiện tại đang là khách hàng của bạn Tư. Thì nếu có mong muốn là mình trao cái giá trị, mình trao cái sản phẩm tuyệt vời này, giới thiệu sản phẩm tuyệt vời để đến với nhiều mẹ hơn nữa, để các mẹ biết đến cái dòng sản phẩm này, thì mọi người hãy cùng mẹ Tư lan tỏa cái giá trị của sản phẩm này đến với nhiều mẹ hơn nữa. Một mình mẹ Tư có thể là không lan tỏa được hết, nhưng thêm một mẹ, hai mẹ và nhiều mẹ hơn nữa thì chắc chắn cái điều lan tỏa này nó sẽ đến được nhiều mẹ hơn nữa, và để cho các mẹ biết được cái giá trị thật sự của dòng ngũ cốc lợi sữa Lạc Lạc. Bên mẹ Tư đang không